Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 6 của bộ truyện Bà xã vô giá, xin đừng ly hôn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 6. Cô bị điên à? Anh còn trẻ như thế này, không muốn có con sớm đâu. Chu Hùng đưa tay lên gãi gãi đầu giải thích. Trước giờ anh chưa đưa con gái nhà người ta đi phá thai bao giờ à? Bạch Mạc Uyên lại hỏi. Bị cô hỏi những vấn đề tế nhị, Chu Hùng khô khan cổ họng, cuối cùng cũng không giấu cô mà trả lời ngay. Bởi dù nói dối, Bạch Mạc Uyên cũng sẽ nhận ra. Quen cô gần một năm, Chu Hùng thừa hiểu những gì Bạch Mạc Uyên hỏi thì hầu như đã có 90% đáp án sẵn rồi. Hỏi lại chỉ là muốn kiểm tra người khác xem họ có nói thật hay không mà thôi. Chu Hùng đi ra khỏi bệnh viện, hời hợt trả lời. Cô biết đấy, người muốn làm phu nhân nhỏ Chu đương nhiên không ít. Trường hợp dùng cái thai để làm bàn đạp bước lên cầu thang danh vọng, anh gặp nhiều rồi. Bạch Mạc Uyên xoắn xoắn loạn tóc, cười ngỗ ngược. Sau đó thì sao? Dùng tiền ép mấy người đó đi phá thai. Cô nhún nhún vai bất cần, không quên khen ngợi Chu Hùng một câu. Anh thật là vô lương tâm. Cũng may không rơi vào tay em. Nếu không một cái xương sườn của anh, em cũng phải bẻ gãy. Chỉ cần nghe Bạch Mạc Uyên tả thôi là Chu Hùng đã cảm thấy đau buốt tới từng khớp xương rồi. Ai chẳng biết Chu Hùng anh là tay chơi hạng nhất nhì trong giới thượng lưu. Chuyện thay phụ nữ như thay áo hay dùng tiền để đưa những người phụ nữ có ý đồ bất minh đi phá thai, Chu Hùng đều không cảm thấy có lỗi một chút nào. Bởi đây đã là con người của anh. Người phụ nữ khiến Chu Hùng để tâm nhất cũng chỉ có mỗi Bạch Mạc Uyên. Còn đang định hỏi vì sao Bạch Mạc Uyên hỏi như vậy, Chu Hùng đã tối sầm mặt khi nghe thấy Bạch Mạc Uyên nói câu tiếp theo. Có vẻ Xuân Xuân có thai rồi, là con của anh. Bước chân của Chu Hùng dừng lại, đôi mắt trở nên lạnh thấu tâm can. Sao cô biết? Anh quên em từng mang thai à? Ồ, dù sao anh cũng không muốn cái thai này. Cứ để em xử lý, nhanh gọn lẹ, không gây rắc rối gì cho anh. Bạch Mạc Uyên lại ngồi xuống ghế, mắt nhắm lại rất thư giãn, môi mỉm cười tươi tắn. Được, điện thoại tắt, Chu Hùng cũng rời khỏi bệnh viện, ngồi trong xe tay xoay vô lăng rất thuần thục, gương mặt không có một tia cảm xúc. Thật ra là Chu Hùng không muốn nói với Bạch Mạc Uyên, anh biết cô là người hiếu thắng, không bao giờ chấp nhận mình bị hại mà không thể trả đũa công bằng. Ngày hôm đó cùng với Xuân Xuân, Chu Hùng đã cố tình không dùng biện pháp, phó mặc số trời, không ngờ lại đúng ý Bạch Mạc Uyên như vậy, cô ta như vậy mà đã mang thai. Điều này chứng tỏ cái thai của Xuân Xuân bây giờ hẳn bằng cái thai của Bạch Mạc Uyên vào thời điểm đó. Đây không phải lần đầu Chu Hùng hay tin mình có con bên ngoài. Một người đàn ông chưa tìm được chân ái như anh hoàn toàn không quan tâm đến việc mình có con với người phụ nữ khác hay không. Căn bản trước khi đứa bé nào được sinh ra đều được anh xử lý hết. Đặc biệt lần này anh cố tình để Xuân Xuân mang thai là muốn Bạch Mạc Uyên có thể trả mối thâm thù không thể buông bỏ đó. Bạch Mạc Uyên là người em gái duy nhất mà Chu Hùng nhận. Anh tự biết phải có trách nhiệm khiến cô vui vẻ, thỏa mãn bằng bất cứ giá nào. Nếu để Bạch Mạc Uyên xử lý cái thai đó, đương nhiên Chu Hùng không cần phải suy nghĩ gì quá nhiều. Bạch Mạc Uyên mà đã ra tay thì mẹ con nhà Xuân Xuân có thể bình an vượt qua kiếp nạn này hay sao? Tất cả cũng chỉ là quả báo mà cô ta đáng phải nhận. Có trách thì trách Xuân Xuân đã chọc nhầm vào tổ kiến lửa không hề đơn giản. Cửa kính xe hạ xuống, gió mát thổi vào bên trong xe. Chu Hùng một tay gõ gõ ở cửa sổ, một tay giữ vô lăng, miệng huýt sáo theo tiếng nhạc DJ hết sức bành bao. Trên người anh còn thoang thoảng hương thơm của thuốc lá rất nam tính. Người đàn ông này giống người sẽ đau khổ khi mất đứa con của mình sao? Không hề. Buổi tối, Bạch Mạc Uyên đến một nhà hàng ẩm thực Hàn Quốc, không quên gửi địa chỉ tới số di động của Trần Hãn Dương, hẹn người ra đây ăn một bữa. Trần Hãn Dương vừa đến thì cởi áo khoác ngoài ra, nhân viên phục vụ giúp anh treo áo lên giá. Bạch Mạc Uyên đều đã gọi món từ trước, chỉ cần ngồi đợi một chút, món sẽ được bưng lên. Thấy nhân viên nữ phục vụ ở đây cứ lấy cớ muốn ở lại phòng để ngắm nhìn Trần Hãn Dương, cô nhướng mày, đan hai tay lại với nhau, thẳng thắn hỏi. Thích chồng của tôi như thế cơ à? Tôi có thể sắp xếp để cô ngủ với anh ta một lần. Ra giá đi.
Hợp lý, tôi sẽ giao người. Trần Hãn Dương đang uống nước, bất ngờ bị Bạch Mặc Uyên giao bán giữa thanh thiên bạch nhật, liền ho lên sù sụ, vỗ ngực mấy cái. Bạch Mặc Uyên. Nữ phục vụ đó đỏ mặt tía tai, cúi người liên tục xin lỗi hai vị khách quý. Tôi không dám ạ, xin tiểu thư đừng hiểu lầm. Còn nói là đừng hiểu lầm, nhìn cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống người ta không bằng. Đúng là cái đồ thảo mai. Bạch Mặc Uyên lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt như muốn cắn xé đối phương. Ra ngoài đi. Trần Hãn Dương hạ giọng, nước mắt ra phía sau lưng mình. Vâng ạ, tôi xin phép. Cửa phòng đóng lại, Trần Hãn Dương nới cả vạt trên cổ ra, bất mãn nhìn Bạch Mặc Uyên đang thản nhiên uống nước sau khi giao bán chồng mình như một món đồ ngoài chợ. Cô có thể bán tôi cho người phụ nữ khác à? Đương nhiên rồi. Cũng đâu phải là bán hẳn, bán một đêm thôi mà. Anh còn nghè như vậy, tôi cũng kiếm được một mối không ít. Hợp tác không? Bạch Mặc Uyên đưa tay ra giữa không trung. Trần Hãn Dương phẫn nộ đánh vào tay của Bạch Mặc Uyên một cái. Trong mắt của cô chỉ có tiền. Nếu vào một ngày có người mua tôi hẳn với một mức giá ưu đãi, chắc là cô cũng gật đầu nhận tiền luôn nhỉ? Sao anh biết? Ây à, ở với tôi nhiều, hình như là anh thông minh ra rồi đấy. Bạch Mặc Uyên vỗ tay một cái. Cô nháy mắt tinh nghịch, giọng nói như trêu ngươi đối phương. Thực sự anh không còn gì để nói nữa rồi. Thức ăn vừa được đem lên phục vụ cũng lui xuống ngay, dường như chỉ ở lại trong phòng thêm giây phút nào thì đều bị Bạch Mặc Uyên dùng ánh mắt hình viên đạn bắn ra, muốn tan xương nát thịt. Như này trong mắt nhân viên phục vụ, Bạch Mặc Uyên đều được gắn mác cô vợ ghen tuông. Có ngon không? Trần Hãn Dương vốn không có hứng thú ăn uống, đến đây cũng chỉ vì Bạch Mặc Uyên ép. Trả lời ngon là sẽ dối lòng, mà trả lời không ngon, sợ Bạch Uyên sẽ làm loạn, đành gật đầu. Tạm được. Cô nhíu mày. Lần nào đi ăn với tôi, anh cũng nói đồ ăn tạm được. Rốt cuộc là ngon hay không ngon? Bị Bạch Mặc Uyên lớn tiếng, Trần Hãn Dương bất giác ngồi thẳng lưng, nhanh nhẹn. Ngon. Không biết từ khi nào Trần Hãn Dương lại sợ Bạch Mặc Uyên như thế. Quá nửa thời gian hai người ở bên nhau đều gió yên biển lặng, không có chút bão tố nào. Trần Hãn Dương chính vì vậy không có cớ gì gây sự với Bạch Mặc Uyên, không thể để người phụ nữ này thấy anh đáng sợ như thế nào. Đến thời điểm hiện tại, khi nghĩ tới lần ra tay tát Bạch Mặc Uyên, Trần Hãn Dương vẫn không thể tin nổi là mình có cái lá gan đó, dám ra tay với người phụ nữ vô địch karate. Hẳn trước đó anh phải mạnh mẽ lắm. Còn bây giờ chỉ cần sắc mặt anh không vui, liền bị Bạch Mặc Uyên giơ nắm đấm lên dọa dẫm. Khí thế của Trần Hãn Dương khi đứng trước mặt Bạch Mặc Uyên đều bị cô nuốt sạch. Trần Hãn Dương, anh cứ như là con mèo vậy. Bạch Mặc Uyên bật cười, Trần Hãn Dương dần dật thay đầu chân mày, hắng giọng một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn Bạch Mặc Uyên. Lúc này người sợ người còn lại chính là Bạch Mặc Uyên. Thật ra giữa hai người không ai là không sợ ai. Trần Hãn Dương tuy sợ võ của Bạch Mặc Uyên, nhưng vẫn có thể dùng thái độ của mình giết chết sự ngạo mạn của cô. Bạch Mặc Uyên dù dùng võ để hạ Trần Hãn Dương, nhưng cô quả nhiên rất sợ một Trần Hãn Dương máu lạnh sẽ quay trở về bất cứ lúc nào. Cô rất sợ, sợ người đàn ông này một lần nữa không tin cô, ghét bỏ cô như trước kia. Cảm giác mái nhà duy nhất không còn che chắn mình, Bạch Mặc Uyên không biết phải đi về đâu. Thức ăn được dọn lên đầy đủ, hai người đều tập trung ăn uống, không ai nói chuyện với ai. Không khí có chút trầm tư, không vui vẻ cho lắm. Bạch Mặc Uyên vừa ăn mì, vừa ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện mình. Đôi mắt khẽ chớp rồi dừng tay lại, cầm giấy lên lau miệng mình nhẹ nhàng, hắng giọng hỏi Trần Hãn Dương. Tôi có chuyện muốn hỏi. Trần Hãn Dương dừng tay, ngồi ngay ngắn lại, hờ hững nhìn Bạch Mặc Uyên như chờ đợi, đôi mắt có phần lạnh nhạt. Trước kia muốn hỏi gì hay là nói gì, cô đều không hỏi ý kiến của tôi. Trần Hãn Dương nhích khóe môi, nhíu nhíu mi tâm. Ở cùng tôi một thời gian cũng ra dáng thiếu phu nhân có trí thức rồi. Ôi xem kìa, cái người đàn ông này đang tự luyến có thể dạy vợ đến nơi đến chốn à? Bạch Mặc Uyên thật muốn buông một câu chửi thề với Trần Hãn Dương. Đúng là từ rất lâu rồi cô ít khi chửi thề. Không phải là vì Bạch Mặc Uyên đã thay đổi một cách chóng mặt cho ra dáng thiếu phu nhân của tập đoàn Dương Dương, là bởi vì cô biết thân biết phận, càng không muốn lão phu nhân thất vọng về mình, cũng không thể để Trần Hãn Dương mãi khinh thường mình là kẻ thất học nên mới thô lỗ như vậy. Bạch Mặc Uyên dường như suy nghĩ đã trưởng thành hơn nhiều rồi.
Cô không biết nên cảm ơn cái gia đình này đã dạy cô thành con người quý tộc như ngày hôm nay, hay phải cảm ơn bọn họ đã biến cô thành một con cáo đội lốt dưới thân hình cún ngoan. Bạch Mặc Uyên cong môi cười như không cười, đưa tay lên xoay xoay chiếc nhẫn như một thói quen ở ngón tay trỏ của mình, hơi nghiêng đầu trả lời Trần Hãn Dương. Con mẹ nó, anh có thể nghiêm túc một chút không? Sắc mặt của Trần Hãn Dương trong phút chốc bị mây đen bao phủ, lượng hàn băng trên người tụt xuống không độ. Quả nhiên không ai lật mặt giỏi như người phụ nữ này. Thật may Trần Hãn Dương đã chứng kiến từ bộ dạng hung dữ nhất của Bạch Mặc Uyên đến bộ dạng vô học thức nhất của cô, dần đã trở thành thói quen. Nghe Bạch Mặc Uyên chửi thề nhiều khiến cảm xúc của anh trở nên chai sạn hơn bao giờ hết. Chú ý lời ăn tiếng nói. Trần Hãn Dương lộ vẻ mặt mệt mỏi, biểu lộ sự thất vọng. May mắn nhân viên phục vụ ở đây đều đã ra ngoài, nếu không một người chồng như anh quá mất thể diện rồi. Anh toát ra vẻ mặt uy hiếp rõ ràng, hừ một tiếng rồi không nhìn Bạch Mặc Uyên nữa. Trong mắt của cô, người đàn ông này dù thay đổi biết bao nhiêu thì vẫn giữ phong độ làm cho người đàn ông quyền quý lạnh lùng và vô cảm. Sự quan tâm trong lời nói vừa rồi Bạch Mặc Uyên có thể thấu hiểu, còn người khác thì không. Trần Hãn Dương, anh có gì giấu tôi không? Cô đâm đũa lên thản nhiên chọc vào bát mì tương đen. Người nào đó lộ ra sự khó hiểu trong đôi mắt. Anh chống cằm trên bàn, thái độ có phần hứng thú. Bạch Mặc Uyên, cô tự tin biết được bao nhiêu bí mật của tôi? Ngụ ý trong lời này quá rõ ràng. Phải, Bạch Mặc Uyên chưa từng biết một bí mật lớn lao nào của Trần Hãn Dương, và Trần Hãn Dương cũng không có lý do gì phải kể cho Bạch Mặc Uyên nghe những bí mật đó cả. Cô không có quyền đặt ra câu hỏi đó, hoàn toàn vô nghĩa. Anh... Cô hạ giọng, chống cằm nhìn lại anh. Với Xuân Xuân là mối quan hệ gì? Trần Hãn Dương sững lại, không còn bất cứ động thái nào, hạ tay xuống gảy gảy ngón tay vào ly nước lạnh, hơi thở trầm đục đứt quãng, nhấc mắt lên nhìn Bạch Mặc Uyên. Cô cố ý nặn ra nụ cười vui vẻ lẫn tò mò, gương mặt chờ đợi câu trả lời này một lúc, một kiên định. Tại sao cô lại hỏi tôi điều này? Muốn biết. Là mối quan hệ anh em. Cô là chị dâu của Xuân Xuân. Còn có cái gì khó hiểu hay sao? Trần Hãn Dương sa sầm khuôn mặt, cất giọng không mấy hữu hảo, hỏi lại Bạch Mặc Uyên. Còn chưa kịp giải thích hết lời, Trần Hãn Dương đã bị Bạch Mặc Uyên xen ngang nửa chừng. Cô phẫn nộ, ném đũa vụt qua mặt anh, cao giọng. Nói dối. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương đứng bật dậy, giọng nói lãnh đạm chứa đầy hàm ý cảnh cáo. Ngắm nhìn ngũ quan cương nghị và rắn giỏi của Trần Hãn Dương, ngắm nhìn cả bộ dạng mất hết kiên nhẫn của anh, Bạch Mặc Uyên bỗng cảm thấy buồn một cách khó tả. Mỗi lần cô động chạm đến Xuân Xuân, Trần Hãn Dương đều như phát điên bênh vực cô ta cho bằng được. Cô cảm thấy chính mình và đứa con đã mất đều không có một danh phận trong tim người đàn ông này, thực sự rất tủi thân. Không gian chỉ im ắng được tầm vài chục giây thì đôi tay Trần Hãn Dương đã có phần run rẩy. Anh nhìn khuôn mặt trắng ngọc của Bạch Mặc Uyên liên tục lăn xuống những giọt nước mắt, rất muốn hỏi cô vì sao nhưng cổ họng lại không thể thốt ra tiếng nào. Anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, Bạch Mặc Uyên đột nhiên kêu anh tới đây rồi hỏi mối quan hệ của anh và Xuân Xuân. Thậm chí anh còn chưa trách Bạch Mặc Uyên vì cô hỗn ruột thì cô đã khóc lóc rồi. Chẳng phải đối với người phụ nữ này giọt nước mắt còn có giá trị hơn cả tiền ư? Trần Hãn Dương từng bước tiến tới chỗ cô, vừa đưa tay ra đã bị Bạch Mặc Uyên gạt đi, không muốn anh lại gần. Cô lại làm sao thế? Trần Hãn Dương nhíu mày ôm Bạch Mặc Uyên, dù cô có vùng vẫy cũng không buông ra. Anh phát điên cái gì chứ? Anh quan tâm cô ta như vậy sao? Anh không cần biết cô ta tốt xấu như thế nào, nhưng mà vẫn luôn bênh vực cô ta. Đứa bé ở trong bụng của tôi là do cô ta đang làm hại. Đứa bé của tôi bị cô ta hại làm mất, anh cũng không tin. Anh như vậy có phải là quá bất công rồi không? Mọi chuyện vẫn còn bình ổn cho đến khi Bạch Mặc Uyên nhắc đến đứa bé đã mất. Đây được cho là ký ức đen tối nhất mà Trần Hãn Dương muốn chôn giấu cả đời để chấp nhận Bạch Mặc Uyên bên mình. Nhưng ngày hôm nay sau một thời gian bình yên, Bạch Mặc Uyên lại khơi dậy. Anh và cô ta vốn không phải là anh em ruột thịt. Tại sao lại lừa dối tôi? Anh có biết thời gian qua tôi bị cô ta đối xử như thế nào không? Hả? Bạch Mặc Uyên vừa gào rít vừa đánh đấm lên người Trần Hãn Dương. Bạch Mặc Uyên,
Anh có biết cô ta là người như thế nào không? Cô ta vì không muốn tôi làm vợ của anh, suốt mấy tháng qua tìm đủ cách hãm hại tôi để anh ghét bỏ tôi. Cô ta đẩy tôi ngã cầu thang sảy thai. Cô ta tìm người phá hoại chuyện tốt ở công ty mà tôi làm. Người em gái mà anh luôn nâng niu lại đem lòng yêu chính anh trai của mình. Anh là người hay là vật vậy? Tại sao lại không phát hiện ra? Ấn đường Trần Hãn Dương ngày một âm u trước những gì Bạch Mạc Uyên nói. Xuân Xuân có tình cảm với anh ư? Chuyện Xuân Xuân cho người phá Bạch Mạc Uyên anh chưa từng nghe cô nhắc. Những gì Bạch Mạc Uyên nói anh đều không biết gì cả. Tại sao cô biết tôi và Xuân Xuân? Sao tôi lại phát hiện ra hai người không cùng chung huyết thống đúng không? Trần Hạ Dương, anh đừng nghĩ Bạch Mạc Uyên tôi là đứa ngốc. Tôi dễ dàng bị qua mắt như vậy sao? Trần Hạ Dương, nếu anh đã muốn giữ tôi ở lại bên mình, muốn tôi là vợ anh đến như vậy, tại sao anh không thử một lần tin tưởng tôi? Tôi khó tin đến như thế ư? Tôi là người có thể tự mình hại con chỉ vì không muốn sinh nó sớm. Tôi là người tự tay bỏ thuốc độc vào đồ ăn của chồng vì muốn trả thù vặt. Anh chưa từng suy nghĩ cho tôi. Bố mẹ của anh không thích tôi. Đến mẹ của anh còn nghĩ cách đuổi tôi ra khỏi nhà. Em gái của anh thì trước mặt ngây thơ, sau lưng thì luôn sẵn sàng dùng dao đâm tôi bất cứ lúc nào. Bạch Mạc Uyên nạt nộ, vội đẩy Trần Hãn Dương ra khỏi mình, tay chỉ ra hướng ngoài cửa, muốn anh chứng kiến điều cô đang nói. Anh không biết cô ta ngày ngày si tâm vọng tưởng, muốn leo lên giường của anh có đúng không? Vậy thì tự anh về mà xem. Phòng của cô ta chỗ nào cũng là ảnh của anh. Cô ta còn hôn ảnh của anh bằng bộ mặt hết sức ghê tởm. Tôi đã nghi ngờ từ rất lâu rồi. Trần Hãn Dương, anh cho rằng lần đó tôi bỏ thuốc vào trà của anh ư? Không hề. Tôi chưa bao giờ hạ thấp bản thân vì đồng tiền. Thử nghĩ xem lần đó tôi không quay lại biệt thự A Đào thì ai là người sẽ có khả năng cùng anh phát tiết nhất? Chắc chắn là Xuân Xuân. Cô ta sẽ đến tìm phòng của anh ngay thôi, ngay sau khi anh uống trà. Trần Hãn Dương hơi lắc đầu, từng bước lùi lại nhìn Bạch Mạc Uyên bằng ánh mắt không thể nào tin được. Hơi thở cũng bị hụt đi mấy nhịp. Bạch Mạc Uyên có thể giải thích dài dòng cho anh nghe nhiều uất ức đến vậy, hẳn là cô đã phải chịu đựng những điều này từ rất lâu rồi. Những gì Bạch Mạc Uyên nói rất khó nghe, đến Trần Hãn Dương cũng không thể chấp nhận được. Xuân Xuân là đứa em gái từ nhỏ đến lớn sống chung một căn nhà với anh, hai người hoàn toàn chưa từng vượt qua giới hạn anh em. Xuân Xuân trước giờ đều ngoan ngoãn và nghe lời người lớn ở trong nhà. Từ khi Bạch Mạc Uyên xuất hiện trong biệt thự A Đào thì muôn vàn điều xấu xa về Xuân Xuân đều là từ miệng Bạch Mạc Uyên mà ra. Trước đó chẳng phải tất cả đều rất bình thường ư? Xuân Xuân đúng là ghét Bạch Mạc Uyên, đúng là không có thiện cảm với Bạch Mạc Uyên. Điều này Trần Hãn Dương biết và có thể hiểu được. Đều là do năm xưa Bạch Mạc Uyên để lại ấn tượng xấu trong mắt con bé, giết chết người bạn thân nhất của Xuân Xuân, còn đả thương con bé phải nằm viện gần nửa năm trời. Nếu anh là Xuân Xuân thì anh cũng căm hận Bạch Mạc Uyên. Nhưng Bạch Mạc Uyên lại không có tư cách hận em gái anh đến nỗi đặt điều vu khống nhiều chuyện như vậy. Không có lửa làm sao có khói. Chỉ vì uất ức ngồi tù 2 năm, Bạch Mạc Uyên sau khi ra tù không ngừng tìm cách trả thù Xuân Xuân. Nếu cô hận con bé vì đã tống cô vào tù thì cô sai rồi. Người cô nên hận là tôi. Trần Hãn Dương trầm giọng, chất giọng chứa đầy bá khí, không hề thuyên giảm. Bạch Mạc Uyên, người đứng sau giải quyết vụ án năm đó là tôi. Chính tôi đã tìm luật sư giỏi nhất để tống cô vào tù chịu hình phạt. Không liên quan gì đến em gái của tôi cả. Ngừng trò buộc tội này lại đi. Đừng khiến tôi kinh tởm về thủ đoạn của cô thêm một lần nào nữa. Bạch Mạc Uyên khựng tay lại giữa không trung, hai con người chòng chọc nộ khí lan xuống giọt nước ấm nóng. Cô đang cố giải thích điều gì vậy? Cô đang cầu xin Trần Hãn Dương hãy thương hại mình hay sao? Tiếc thật, đến sự thương hại của anh cô cũng không cần cầu xin nổi. Anh nhìn cô bằng đôi mắt kinh tởm, anh nhìn cô bằng sự trừng phạt dành cho tội phạm. Anh nhìn cô như thể cô là người lòng dạ xấu xa bất chính, là người luôn tìm đủ mọi cách ly gián gia đình của anh. Năm đó Trần Hãn Dương tống cô vào tù, phải, anh tống cô vào tù, nhưng giờ lại có hứng thú giữ cô bên mình. Bạch Mạc Uyên, cô nhầm rồi, nhầm thật rồi. Cô cho rằng Trần Hãn Dương đã có tình cảm với mình, nhưng không phải. Anh làm gì có tình cảm với cô? Anh không yêu cô, là cô tự mình đa tình suy đoán lung tung mà thôi. Khi Trần Hãn Dương một lần nữa thừa nhận chuyện tống cô vào tù, khi Trần Hãn Dương nghe những uất ức trong lòng cô giữ bấy lâu không bỏ sót một từ, mà vẫn cho rằng cô bịa chuyện muốn chia cắt tình anh em đẹp đẽ của hai người họ,
Bạch Mặc Uyên chợt nhận ra Trần Hãn Dương vốn không phải con rối trong lòng bàn tay để cho cô trêu đùa tình cảm. Trần Hãn Dương luôn thông minh, anh có thể dùng cô như một công cụ làm vui cho cuộc sống nhạt nhẽo, nhưng vẫn giữ đủ tỉnh táo để nhớ rằng cô là kẻ giết người. Cô thật muốn cười to, vị trí thiếu phu nhân này cao quý đến như vậy sao? Cô rất muốn ngồi sao? Từ trước đến nay Bạch Mặc Uyên cô dù yêu tiền, nhưng vẫn muốn dùng chính đôi tay của mình để kiếm tiền. Nếu như Trần Hãn Dương không bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của cô, thì liệu cô có phải khổ sở như ngày hôm nay không? Cô trở thành kẻ hám tiền trong mắt của anh. Cô là loại người nhơ nhớp coi tiền là tất cả. Cô là thứ đàn bà độc ác không từ thủ đoạn để hại gia đình nhà chồng. Thậm chí trong mắt của Trần Hãn Dương, cô sắp thành diễn viên đến nơi rồi. Có thể tạo ra nhiều vở kịch để đổ mọi tội lỗi vô duyên vô cớ nhất lên đầu Xuân Xuân. Bạch Mặc Uyên lắc lắc đầu vô vọng. Thứ đáng giá trên đời này có lẽ không phải là những thứ có giá trị như tiền bạc. Đối với cô bây giờ, lòng tin mới là thứ quan trọng nhất. Một thứ ngay cả có tiền cô cũng không thể mua được từ người đàn ông này. Cô đã dùng hết tất cả những gì mình có, ngay cả thể xác lẫn trái tim, để đổi lấy sự tin tưởng của Trần Hãn Dương. Kết cục lại chính là mất cả chỉ lẫn trải, vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Tôi thực sự thất vọng về cô. Trần Hãn Dương buông giọng hời hợt không có cảm xúc, cầm lấy chiếc áo vest của mình cứ thế quay lưng muốn rời đi. Tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận, Bạch Mặc Uyên tuyên bố. Trần Hãn Dương dừng chân lại, liếc xéo mắt ra sau, cuối cùng cũng mở ra. Tôi phải bắt cô ta phải trả giá. Nếu như cô dám làm tổn thương Xuân Xuân, tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cô thêm một lần nào nữa. Cửa phòng ăn đóng sầm lại sau lời đe dọa từ Trần Hãn Dương cất ra. Trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Mặc Uyên với khoảng không trống vắng. Cô lạng choạng lùi chân ngồi xuống ghế một cách thất thần, ánh mắt thẫm lại, bộ dạng thực sự thảm thương không khác gì kẻ thất bại. Không cần một ai tin tưởng mình nữa, Trần Hãn Dương cũng vậy. Bạch Mặc Uyên cười giả lả, ngẩng mặt lên trời, đưa tay lau nước mắt. Sau khi trả thù Xuân Xuân, cô sẽ ly hôn, cô muốn ly hôn. Rất muốn từ bỏ người đàn ông xấu xa này. Cả cuộc đời từ giờ đến sau này, Bạch Mặc Uyên cô hy vọng không gặp phải người nào như Trần Hãn Dương nữa. Người đàn ông nhu nhược và ngu ngốc, chịu sự điều khiển của hai từ gia đình một cách mù quáng. Kế hoạch lẽ ra nên diễn ra sớm một chút, nhưng xem chừng phải dừng lại một thời gian rồi. Bạch Mặc Uyên muốn trước khi Xuân Xuân chịu nỗi đau mất con như mình, còn phải bị cô vạch trần bộ mặt thật ra. Cô muốn Trần Hãn Dương chứng kiến không tin cô chính là một quyết định sai lầm. Vừa mất con vừa mất vợ, cô muốn Trần Hãn Dương phải khổ sở và quằn quại như những gì cô đã từng. Ngày diễn ra buổi hát nhạc opera, Trần Hãn Dương đã đồng ý đi xem cùng Xuân Xuân ngay trong bữa cơm gia đình. Điều này Bạch Mặc Uyên đã lường tới từ trước. Cô thừa biết anh sẽ muốn dập tắt ý nghĩa chia rẽ hai anh em bọn họ của cô. Sau khi đồng ý đi cùng Xuân Xuân, Trần Hãn Dương không biết vô tình hay cố ý nước mắt qua Bạch Mặc Uyên. Chỉ là thứ anh nhận lại chính là vẻ mặt như không có gì xảy ra của cô. Cô hoàn toàn không quan tâm hay để ý đến anh. Lần cãi nhau trước đó diễn ra, vừa trở về biệt thự A Đào thì Bạch Mặc Uyên đã dọn đồ về lại phòng cũ của mình, hoàn toàn bỏ lơ người đàn ông tên Trần Hãn Dương kia. Đến nửa chữ cũng tiếc không nói với anh. Trần Hãn Dương hoàn toàn bị biến thành người vô hình trong mắt Bạch Mặc Uyên. Buổi tối hôm đó, Trần Hãn Dương lái xe rời biệt thự cùng Xuân Xuân đi xem hát. Bạch Mặc Uyên đứng bên cửa sổ, qua lớp rèm có thể nhìn thấy ánh đèn xe dần xa khỏi tầm mắt. Một tên sở khanh cùng một con nhỏ khốn nạn. Sao Bạch Mặc Uyên chưa từng nhận ra họ rất hợp nhau nhỉ? Sau khi thay đồ ngủ, Bạch Mặc Uyên lại quyết định đi tìm lão phu nhân. Chưa ngủ sao? Mau vào đây với bà. Vừa nhìn thấy Bạch Mặc Uyên là lão phu nhân đã tươi cười. Cô đi theo lão phu nhân vào phòng, hai người ngồi xuống ghế. Lão phu nhân còn rót trà cho cô. Bạch Mặc Uyên cầm lên chén trà rồi lại đặt xuống, vẻ mặt nghiêm trọng. Có chuyện gì ư? Bà gặng hỏi. Bà nội, Xuân Xuân không phải con gái của Trần Hải và Vương Ái Phi đúng không ạ? Lão phu nhân kinh ngạc nhìn Bạch Mặc Uyên một lượt. Còn biết chuyện này từ khi nào? Mới đây thôi ạ. Bà thở dài, vỗ về bàn tay của Bạch Mặc Uyên rồi nặng nề nhận định. Xuân Xuân là con nuôi của chúng nó. Bạch Mặc Uyên hơi giãn chân mày, quả nhiên là vậy. Chẳng phải giữa bọn họ đã có Trần Hãn Dương rồi sao?
Nhận nuôi Xuân Xuân là ý gì vậy? Bà có biết không? Nói ra thật đáng xấu hổ. Bà hạ giọng lạnh lẽo, nhìn về một hướng vô định trong không trung, từ từ nhớ lại ký ức năm xưa, ngày Trần Hải đưa Vương Ái Phi về nhà xin phép bà muốn tổ chức đám cưới. Vương Ái Phi từng có con với một người đàn ông khác hồi còn trẻ. Bạch Mặc Uyên há hốc miệng kinh ngạc, cô ngồi gần với lão phu nhân hơn rồi hỏi: "Chuyện này là thật ư bà nội? Mẹ chồng con từng có một đời chồng trước khi lấy bố chồng con sao?" Lão phu nhân lắc đầu, sắc mặt càng trở nên đen tối hơn. Nếu Vương Ái Phi từng có một đời chồng trước đó thì không đời nào bà để đặt chân vào căn nhà này, xấu mặt Trần gia, xấu mặt với liệt tổ liệt tông. Nhìn lão phu nhân tức giận, Bạch Mặc Uyên đoán chắc hẳn bà ghét Vương Ái Phi lắm. Chẳng trách từ khi cô đặt chân vào cái nhà này chưa từng thấy bà nội và Vương Ái Phi thân thiết như mẹ chồng nàng dâu. Thì ra là trước khi lấy Trần Hải, Vương Ái Phi cũng đã phạm tội không thể tha thứ đối với lão phu nhân. Thật không thể tin nổi, một người như bà ấy lại có thể... Bạch Mặc Uyên nhích khóe môi đắc ý, bà ta thì có cái gì cao sang hơn cô, không ngờ Vương Ái Phi lại có một phết như khó rửa sạch như vậy. Bỗng một suy đoán xoẹt qua đầu Bạch Mặc Uyên, cô ngồi ngay ngắn lưng lại hỏi lão phu nhân: "Bà, đừng nói là Xuân Xuân được Vương Ái Phi nhận nuôi là vì..." "Vì con bé cho Vương Ái Phi cảm giác đứa con đã mất quay trở về." Lão phu nhân hạ giọng lạnh lùng, đôi mắt thanh cao của bà mỗi lần nhớ lại cận cảnh Vương Ái Phi bế đứa bé về nhà trong đêm mưa gió thì càng thêm ghét bỏ. Không sai, Bạch Mặc Uyên đã vừa nghĩ đến điều này. Thật không ngờ Xuân Xuân cũng chỉ là trẻ mồ côi, được Vương Ái Phi vô tình để mắt đến mà thôi. Hóa ra cũng là một loại người thấp kém. Cô ta nên biết mình ở vị thế nào khi dùng con mắt ghê tởm đó khinh bỉ Bạch Mặc Uyên cô. Mỗi lần đến gặp lão phu nhân là lại biết được một vài tin tốt. Bạch Mặc Uyên không khỏi hài lòng, cô cảm thấy rất biết ơn bà. Nếu lão phu nhân cũng ghét mẹ con nhà Vương Ái Phi đến vậy, Bạch Mặc Uyên không ngại ra tay xử lý gọn cái gai trong mắt của bà. Về phần lão phu nhân, bà chỉ việc ngồi trông chờ thông tin tốt từ cô trong im lặng. Bạch Mặc Uyên đứng dậy, muốn tạm biệt lão phu nhân để về phòng của mình. Xong cô lại chần chừ như còn điều gì đó cô rất muốn hỏi mà nhớ mãi không ra. Mãi đến khi tay Bạch Mặc Uyên chạm đến thanh nắm cửa, cô mới cong cong khóe miệng gian xảo, quay đầu lại. "Bà nội, người đàn ông năm đó cùng với Vương Ái Phi là ai vậy?" Bà đưa tay lên xoa xoa thái dương của mình. Không biết vì sao Bạch Mặc Uyên lại có hứng thú tìm hiểu chuyện này. Lão phu nhân biết Bạch Mặc Uyên đang tính toán một kế hoạch nào đó để trả thù hai mẹ con nhà Vương Ái Phi, song cũng không cần phải giấu giếm cháu dâu của mình. Có người tâm sự những bực tức trong lòng khiến cho bà thoải mái hơn. Biết đâu khi nói ra những tâm tư chôn sâu trong lòng nảy ra, ngày mai khi gặp Vương Ái Phi, lão phu nhân sẽ không còn cảm thấy tức giận nữa. "Chủ tịch tập đoàn Địch Tam, Địch Tư." Lão phu nhân hạ tay xuống, nhìn về phía Bạch Mặc Uyên. "Ồ," Bạch Mặc Uyên nhướng nhướng mày, Vương Ái Phi vậy mà lại... Trở về phòng của mình, Bạch Mặc Uyên lăn lộn trên giường vài vòng rồi suy nghĩ. Từng dòng suy nghĩ miên man rồi đưa ra kết luận. Từng nghe Trần Hãn Dương nói bố của anh ta và Địch Tư là hai người bạn thân thiết từ lâu. Vương Ái Phi từng có một đứa con với Địch Tư, hiện giờ bà ấy lại là phu nhân của Trần gia. Không phải chứ, Trần Hải lẽ nào lại cướp vợ của bạn mình một cách trắng trợn như vậy được? Nếu sự thật đúng như những gì Bạch Mặc Uyên nghĩ, thì ông bố chồng hiện tại của cô đúng là người đàn ông trơ trẽn nhất mà cô từng gặp. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên vò đầu bứt tóc, hai chân đạp đạp lên không trung. Chết tiệt, cái gia đình này cứ giấu như tơ vò, không biết đường nào mà lần. Hai bên hào môn thế gia nhỏ Trần và nhỏ Địch hận thù triền miên suốt mấy năm nay chưa dừng lại. Vương Ái Phi là tình cũ của Địch Tư, hiện tại là vợ của Trần Hải và là mẹ chồng của Bạch Mặc Uyên. Cô thực sự tò mò sự thật về quá khứ năm đó. Đứa con của Vương Ái Phi lẽ nào mất rồi cho nên bà ấy mới dùng Xuân Xuân thay thế như con ruột của mình. Công tắc đèn ngủ trong phòng Bạch Mặc Uyên cứ bật lên bật xuống. Đèn chớp nháy rồi lại tắt, giống như những đoạn suy nghĩ đứt khúc của Bạch Mặc Uyên hiện giờ. Cô nghĩ cô phải tìm hiểu chuyện này thật kỹ càng trước khi hành động. Người đàn ông họ Địch ấy cô muốn gặp một lần. Vài ngày ngắn ngủi sau, Bạch Mặc Uyên thu thập được rất nhiều thông tin.
Theo như những gì cô biết được ở thời điểm hiện tại, lý do lão phu nhân rất ghét hai mẹ con Vương Ái Phi là vì Vương Ái Phi khi còn là tình nhân của Địch Tư đã không ít lần cùng ông ta về biệt thự A Đào. Lúc ấy Trần Hải và Địch Tư vẫn còn trẻ, ông vô cùng thân thiết. Lúc Vương Ái Phi mang thai người ở trong biệt thự A Đào, có ai là không biết chứ? Chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra mà Địch Tư không còn cùng Vương Ái Phi đến biệt thự A Đào chơi nữa. Cả không ai nghe ngóng được tin tức cưới xin của hai người này. Sau vài tháng, Vương Ái Phi đột ngột xuất hiện cùng Trần Hải ở biệt thự A Đào với thân phận bạn gái của ông. Trần Hải đích thân đem bà ta về đứng trước mặt lão phu nhân muốn xin cưới. Với tư cách người lớn tuổi nhất trong nhà và là người chứng kiến Vương Ái Phi từng tình tứ cùng bạn của con trai mình, lão phu nhân có chết cũng không đồng ý hai người này đến với nhau. Vương Ái Phi thừa nhận đã tự đi phá thai con của Địch Tư để đến với Trần Hải. Khi hai người đến với nhau và yêu thương nhau thật lòng, Địch Tư đã không còn dây dưa gì với bà ta nữa. Nhưng lý do ngụy biện giả tạo mà Vương Ái Phi nói ra càng khiến lão phu nhân lúc bấy giờ không thể nào chấp nhận nổi người con dâu như thế này. Hai người Trần Hải và Vương Ái Phi vẫn qua lại lén lén lút lút sau lưng lão phu nhân suốt một thời gian dài, cho đến khi bà ta mang thai Trần Hãn Dương. Vì có sự xuất hiện của Trần Hãn Dương, một đám cưới ngoài ý muốn của lão phu nhân đã diễn ra. Khoảng thời gian sau khi sinh Trần Hãn Dương ra, Vương Ái Phi đêm nào cũng gặp ác mộng và sống không yên ổn với tâm thần bất ổn. Hàng đêm, luôn mơ có một bé gái máu me toàn thân muốn bóc cổ bà báo thù vì triệt đi đường sống của nó. Vương Ái Phi từng có một khoảng thời gian trầm cảm sau sinh nặng nề. Căn bệnh này cứ kéo dài suốt mấy năm trời, kể cả khi Trần Hãn Dương đã lớn, khiến Trần Hải cũng không khỏi chán nản. Nghe đâu trong một lần, cùng Trần Hải đến viện cô nhi làm từ thiện, bà ta bắt gặp Xuân Xuân bé bỏng, mới sinh không được bao lâu, đã bị bố mẹ bỏ rơi. Bà ta nằng nặc đòi đưa đứa bé về nuôi dưỡng dưới sự phản đối của lão phu nhân. Vương Ái Phi từng dùng cái chết để đe dọa Trần Hải giúp mình, cuối cùng ông phải thuyết phục lão phu nhân cho Vương Ái Phi nuôi dưỡng đứa bé ấy. Xuân Xuân từng ngày lớn lên trong biệt thự A Đào với tính cách hết sức tiểu thư và gian xảo. Lão phu nhân chưa từng quan tâm một ai trong biệt thự ngoài đứa cháu trai ruột thịt duy nhất là Trần Hãn Dương. Không đúng, cho đến giờ này Trần Hãn Dương còn không bằng Bạch Mặc Uyên nữa. Về phía Địch Tư, sau khi bị Trần Hải trắng trợn cướp bạn gái, hai người suốt một thời gian dài ngừng liên lạc với nhau, cho đến lúc tin tức Địch Tư lấy vợ sinh con được truyền đi khắp nơi trong giới thượng lưu. Bấy giờ Trần Hải mới dám bén mảng tới thăm người bạn cũ của mình. Hai người bỏ qua quá khứ, bắt đầu hợp tác làm ăn. Vận đen bám lấy Trần Hải chưa dừng lại ở đó. Sau khi bản thiết kế của Địch Tư bị đánh cắp rơi vào tay của Trần Hải, mối thâm thù giữa hai người chính thức bùng nổ thực sự. Nếu không phải Trần Hãn Dương với trí tuệ và sự sáng tạo hơn người lên quản lý tập đoàn Dương Dương, có lẽ sau khi dính nhiều vụ lùm xùm đánh cắp bản thiết kế, Trần Hải cũng không thể ngóc đầu lên nổi trong giới đá quý trang sức nữa. Bạch Mặc Uyên ngả người ra sau ghế, đôi môi đỏ cười nhếch đầy ẩn ý. Sự liên kết giữa hai thế gia này làm cho cô cảm thấy rất hứng thú. Chiếc bút trong tay Bạch Mặc Uyên xoay xoay vài vòng. Cô cười, cầm lên bản thiết kế mình vừa hoàn thành. Bản thiết kế này Bạch Mặc Uyên đã tận tâm ở lại công ty để vẽ xong trong một đêm. Đây là một mẫu mới của trang sức mà cô sáng tạo kiểu cách độc nhất vô nhị. Nếu bản thiết kế này rơi vào tay của người lão làng có con mắt tinh tường, Bạch Mặc Uyên tin rằng công sức của cô sẽ không đổ sông đổ biển. Để gặp được Địch Tư, Bạch Mặc Uyên chỉ có thể dùng cách này. Cô dùng một ký danh giả cho tác phẩm của mình, sau đó gửi đến tận tay ông ta. Ông ta sẽ rất nhanh tìm đến Bạch Mặc Uyên để bàn về kế hoạch hợp tác. Cô muốn đào sâu hơn về quá khứ của Vương Ái Phi. Cô muốn bà ta một lần nữa chìm vào bóng tối khi phải nhận ra một điều, Xuân Xuân chỉ là đứa con thay thế của bà ta. Bà ta nhẫn tâm phá bỏ chính cái thai của mình để đến với bạn thân của chồng. Đây là tội ác không thể tha thứ. Chị cho gọi em ạ. Tiếng gõ cửa cùng tiếng mở cửa vang lên. Một nhân viên đi vào cúi mình chào Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên gật đầu cười sắc sảo. Tiếng giày cao gót vang vọng cả căn phòng. Cô đút bản thiết kế của mình vào một tệp hồ sơ bí mật, đưa cho nhân viên mình gọi đến. Nhớ, phải đến tận tay chủ tịch tập đoàn Địch Tam. Em đã rõ rồi, em sẽ cẩn thận.
Cửa phòng một lần nữa khép lại, Bạch Mạc Uyên ngẩng mặt lên trời rồi cười điên dại. Cô sờ xuống bụng của mình xoa xoa. Con yêu, mẹ sẽ trả thù cho con. Con có linh thiêng thì hãy giúp mẹ. Đây dường như đã thành một thói quen khó bỏ của Bạch Mạc Uyên suốt mấy tháng nay. Dù đứa bé đã không còn, nhưng cô vẫn luôn tự lừa dối chính mình. Mỗi lần chạm tay xuống dưới bụng là cô lại nhớ đến cảm giác kỳ diệu khi trong bụng của cô có một sinh linh bé nhỏ tồn tại. Buổi trưa, Bạch Mạc Uyên không trở về A Đào. Cô nằm ngủ gục trên bàn làm việc, mồ hôi chảy xuống từ hai bên mái tóc, mày nhíu nhíu khó nhọc. Trong giấc mơ, Bạch Mạc Uyên thấy mình vùng vẫy ở một đầm máu đỏ. Trước mắt lại xuất hiện từng song sắt lạnh giá, có mùi của hen gì, giống hệt với nơi cô từng ở lãnh phạt 2 năm, nhà tù. Không, không. Bạch Mạc Uyên giật thót mình, ngẩng đầu dậy, hai mắt mở to, bên trong là từng chùm máu đỏ li ti. Cô bàng hoàng nhìn xung quanh phòng làm việc một lượt, thì ra là mơ. Đưa tay lên vuốt mặt một lượt cho tỉnh táo, Bạch Mạc Uyên đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt lại bằng nước lạnh. Giấc mơ vừa rồi thực quá đáng sợ, cảm giác cứ như hiện thực đen tối sắp lặp lại một lần nữa với cô vậy. Bạch Mạc Uyên nghiến răng đấm mạnh một cái vào gương trước mặt. Gương vì bị sức mạnh từ nắm đấm của cô làm cho ảnh hưởng, nứt ra thành mấy đường, tay của cô vì vậy cũng rớm máu. Chu Hùng, em muốn uống rượu. Tay cầm điện thoại, tay xoay vô lăng, Bạch Mạc Uyên lái xe ra khỏi hầm để xe công ty. Từ trên tầng cao nhất của tòa nhà, Trần Hãn Dương hạ đôi mắt lạnh lẽo xuống chiếc xe màu đỏ quen thuộc đang lao với vận tốc đáng kể trên đường quốc lộ, dần rời xa khỏi tầm mắt của anh. Giám đốc, đến giờ đi gặp đối tác rồi ạ. Trần Hãn Dương quay lại, trầm giọng cùng bước chân bình thản. Bên trong quán bar, nơi Bạch Mạc Uyên và Chu Hùng hay lui tới nhất, cô ngồi một chỗ uống rượu, đôi mắt như tóe lửa nhìn đàn anh cứ tình tứ với một cô gái là nơi khác trước mặt. A, nói A đi. A, ngon không anh? Em cho anh ăn cái gì cũng ngon hết. Anh muốn ăn nữa, đút cho anh. Anh hư lắm đó. Hư với em không được sao? Chu Hùng tay ôm mỹ nhân, miệng liên tục nói ra những lời giả dối, khiến Bạch Mạc Uyên nổi cả da gà, sờn cả gai ốc. Không hiểu sao những người phụ nữ này lại bị bộ mặt đào hoa đó đánh lừa. Trong khi Bạch Mạc Uyên cô chỉ còn nghĩ tới việc để Chu Hùng ôm ấp đã thấy xến xúa rồi. Chu Hùng vẫn là không phải gu đàn ông của cô. Hôn em đi, em cho ăn. Thôi nào, ở đây còn có em gái của anh. Bạch Mạc Uyên giật giật khóe miệng, tay nắm chặt chiếc đĩa hoa quả, bất ngờ phi vụt tới chỗ hai người, khiến cô gái kia giật bắn mình ngồi xa Chu Hùng ra một đoạn. Cả Chu Hùng và cô gái đó đều nhìn hướng dĩa lao tới. Hôn em đi, em cho ăn. Bạch Mạc Uyên uốn éo mình nhại lại lời vừa rồi của người phụ nữ đó. Môi cô chu chu, mắt cô chớp chớp, hai cánh tay áp sát vào ngực của mình, bó chặt để lộ đường cong nóng bỏng. Chu Hùng nhìn thấy suýt phụt máu mũi liền quay mặt đi, thuận tay còn lại đẩy người phụ nữ kia ra xa. Đi ra ngoài đi. Nhưng mà... Đi, tôi không cần phục vụ nữa. Để cô ta ở lại đây giây phút nào, Chu Hùng sẽ nguy hiểm giây phút đó. Không chừng chút nữa Bạch Mạc Uyên sẽ phi cả dao vào người anh mất. Cô lại làm sao thế? Cô không vui vẻ thì để anh đây vui vẻ. Đến đây là phải có phụ nữ thì mới thấy rượu ngon. Chu Hùng nhún nhún vai ra điệu bất cần, tay cầm lên ly rượu tây uống một ngụm. Đời thuở nào lần đầu Bạch Mạc Uyên cô nghe thấy uống rượu phải có phụ nữ mới ngon. Cô miệt thị nhìn Chu Hùng, môi bĩu bĩu khinh thường, không cả buồn trả lời anh. Cô nhìn đều anh à? Nói như anh, thế em uống rượu cũng cần phải có đàn ông sao? Cũng có thể cho là như vậy. Chu Hùng cười xấu xa nhìn Bạch Mạc Uyên một lượt, rồi đưa rượu lên kề môi. Bạch Mạc Uyên bật cười sảng khoái, chỉ tay thẳng mặt Chu Hùng. Nhìn anh em còn không cả thèm rượu, thì thấy rượu ngon kiểu gì? Hay anh là đàn bà? Chu Hùng bị hai chữ đàn bà của Bạch Mạc Uyên làm cho sặc rượu, ho đến đỏ cả mặt, giận đến run người, đưa khăn tay lên lau miệng mình. Cô gọi anh ra đây là có việc gì đúng không? Không có. Bạch Mạc Uyên lắc đầu. Bình thường mỗi lần Bạch Mạc Uyên hẹn gặp Chu Hùng không để kể khổ thì cũng muốn nhờ chuyện gì đó.
Hôm nay lại có Nhã Hứng mời anh uống rượu, anh sợ tối trời sẽ mưa. Trưa nay em có một giấc mơ rất kỳ lạ. Từ từ nhớ lại từng chi tiết mình gặp trong giấc mơ, đến giờ cô vẫn cảm thấy sợ. Liệu đây có phải là điểm báo hay không, một chuyện gì đó sắp xảy ra chẳng hạn. Chu Hùng vừa ăn táo vừa hất mặt hỏi Bạch Mặc Uyên. Cô mơ cái gì? Nói cho anh nghe, anh giải đáp giấc mơ cho. Em mơ em đi tù. Bạch Mặc Uyên nhướng mày nói bằng giọng hết sức điềm nhiên. Từ lúc gặp đến giờ luôn bị người em gái kết nghĩa này bắn ra những lời độc mồm độc miệng đến giật cả mình. Lần này cũng không ngoại lệ. May Chu Hùng nuốt trọn miếng táo xuống dạ dày rồi, nếu không cũng bị sặc táo mất. Anh đặt dĩa xuống đĩa hoa quả, nhíu mày. Cô bị điên à? Mơ vớ mơ vẩn. Chắc là do ám ảnh quá khứ lặp lại, đừng có nghĩ nhiều. Cô chậc miệng. Lỡ là thật thì sao? Không có thật hay giả gì ở đây cả. Quan trọng là cô cổ hiện tại không mắc tội gì cả, càng không buôn bán hay là làm ăn trái phép. Ai dám tống cô vào tù? Bạch Mặc Uyên, cô cứ sống trong nhung lụa đi. Phải biết đổi đời, đừng mãi nghĩ về những ký ức đen tối đó nữa. Nghe cũng thấy đúng. Bạch Mặc Uyên chỉ gật gù đáp lại lời khuyên chân thành của Chu Hùng, sau đó lại không quên nhíu mày nhắc nhở anh. Năm xưa cũng đâu phải là em giết người. Anh đừng nhìn em bằng sự thương cảm như vậy chứ. Được, cô không giết là cô ta tự chết. Chu Hùng thật muốn hỏi con mắt nào của Bạch Mặc Uyên nhìn thấy anh thương cảm cô, xong lại không muốn cãi tay đôi với người phụ nữ như con cáo trước mặt. Cãi tay đôi với cô chỉ có thua. Bạch Mặc Uyên nheo nheo mắt xăm soi Chu Hùng theo thói quen. Sau đó cuộc bàn luận cuối cùng cũng kết thúc khi chai rượu tây đã cạn, hai người lại đường ai nấy đi trở về nhà của mình. Công việc ở công ty Bạch Mặc Uyên đều đã xong xuôi, bây giờ cô chỉ cần về nhà nằm đợi tin tức tốt từ phía tập đoàn Địch Tam, hy vọng bản thiết kế của cô đến tay Địch Tư để ông ta xem xét. Có chút hơi men trong người khiến cô cảm thấy rất dễ chịu, có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng. Đề phòng trong lúc ngủ có người vào phòng, Bạch Mặc Uyên chốt trái cửa lại. Bây giờ dù người bên ngoài có chìa khóa dự phòng cũng không vào được, bởi cô đã cho thợ khóa đến làm lại cho mình một ổ khóa cửa mới. Đây không những là đang bảo vệ sự an toàn của chính mình, mà Bạch Mặc Uyên còn đang trừng phạt sự kiêu căng của ai đó, khiến anh không có bất cứ cơ hội nào làm hòa với cô. Chiều tối sau khi đi gặp đối tác, Trần Hãn Dương trở về biệt thự A Đào. Chiếc xe đỏ bên ngoài của Bạch Mặc Uyên thu vào tầm mắt của anh. Vốn dĩ muốn về phòng để tắm, tối nay còn có một cuộc gặp mặt quan trọng khác, song đầu nghĩ một đường, chân tay lại làm theo một nẻo. Trần Hãn Dương đứng trước cửa phòng của Bạch Mặc Uyên với gương mặt khó hiểu chính mình. Anh đứng ở đây làm gì? Anh đến đây để làm gì? Tại sao lại là phòng của Bạch Mặc Uyên? Từ lúc kết hôn, anh và Bạch Mặc Uyên cãi nhau không ít lần, nhưng đa số sau đó vẫn có thể làm hòa. Chỉ cần anh xuống nước trước một bước thì Bạch Mặc Uyên cũng không phải người thù vặt với anh. Trần Hãn Dương hắng giọng một cái, bỗng hơi nóng trong người bốc lên. Một tuần nay từ khi Bạch Mặc Uyên dọn phòng đi, anh không được động chạm vào người cô, không được sinh hoạt nề nếp vợ chồng, khiến anh cảm thấy thiếu thốn. Trước đó ngày nào không cùng Bạch Mặc Uyên đột ngột dừng lại thế này có chút không quen. Suy nghĩ đi đôi với hành động, Trần Hãn Dương đưa tay ra chạm vào thanh nắm cửa phòng, định mở ra mới biết là ai đó đã khóa trái từ bên trong. Lượng bá khí tỏa ra từ anh ngày một rõ ràng. Người phụ nữ này nhất định cố tình khóa trái cửa để không ai có thể vào làm phiền cô ta. Anh chắc chắn Bạch Mặc Uyên vừa đi uống rượu về, vì mỗi lần say rượu chưa bao giờ Bạch Mặc Uyên không khóa trái cửa cả. Cái tên Chu Hùng đáng ghét đó lại dám ngày ngày rủ dê vợ anh đi uống rượu. Bạn bè của cô cũng chỉ có mỗi hắn. Nếu là đi uống rượu chỉ có hắn bầu bạn với Bạch Mặc Uyên. Nếu không phải vì nghĩ cho Bạch Mặc Uyên, thấy cô không có ai lại gần kết bạn tâm giao, thì Trần Hãn Dương anh sẽ để cô qua lại với tên có lý lịch tình trường không tốt như vậy hay sao? Thế mà hai người này càng ngày càng không biết giới hạn, học từng thói xấu của nhau không thể tha thứ. Sau vài phút rời khỏi chỗ đứng vừa rồi, Trần Hãn Dương quay trở lại với chùm chìa khóa dự phòng của biệt thự A Đào, lòng tự cao tự đắc. Bạch Mặc Uyên dù có thông minh đến đâu cũng có thể thông minh bằng anh ư? Chắc chắn cô lại quên trong tay anh có chìa khóa dự phòng của biệt thự này rồi. Chìa khóa cắm vào ổ, Trần Hãn Dương vặn lên vặn xuống vẫn không thể mở cửa. Dần dần thẹn quá hóa giận, đập mạnh vào cửa phòng Bạch Mặc Uyên một cái.
Người phụ nữ điên này không ngờ còn dám thay khóa cửa phòng, gan to bằng trời. Coi như lần này Bạch Mặc Uyên nhanh chân hơn Trần Hãn Dương một bước, anh sẽ không thèm để mắt tới cô nữa, có cầu xin anh cũng không. Trần Hãn Dương mặt nặng mày nhẹ, cầm chùm chìa khóa dự phòng rời đi. Bên trong phòng, Bạch Mặc Uyên đang mơ màng ngủ thì mở mắt chớp chớp mấy cái, hình như cô vừa nghe thấy tiếng động, nhưng nghe lại thì không thấy gì nữa, ngủ tiếp là chân ái. Hai ngày tiếp theo, kể từ khi Bạch Mặc Uyên gửi đi bản thiết kế, vẫn chưa có hồi âm nào từ tập đoàn Địch Tam. Bạch Mặc Uyên không ngừng sốt ruột, đi đi lại lại trong phòng làm việc của mình. Nếu cứ để tình trạng thời gian kéo dài duy trì, cái thai trong bụng Xuân Xuân ngày càng lớn, cô ta sẽ sớm phát hiện ra cái thai trong bụng mình mất. Bạch Mặc Uyên đưa tay lên miệng cắn cắn nghĩ ngợi, hàng mi đen rủ xuống che đi quá nửa đôi mắt. Thôi được, không thể đợi tin tốt từ tập đoàn Địch Tam, chi bằng cô ra tay xử lý Xuân Xuân trước. Ngồi xuống ghế sofa, Bạch Mặc Uyên lướt danh bạ điện thoại của mình, lướt mãi đến tận cuối mới nhìn thấy số di động của Xuân Xuân. Cô cong cong khóe môi ấn gọi đi. Ôi, hôm nay rồng lại liên lạc trước cho tôm cơ à? Đầu dây bên kia vừa bắt máy thì Bạch Mặc Uyên đã nghe được lời mỉa mai của Xuân Xuân. Xuân Xuân, cô có rảnh không? Bạch Mặc Uyên nhăn mặt, từng âm thanh phát ra đều tràn đầy đau đớn, không một chút xả chân. Nghe thấy điều bộ thảm hại của Bạch Mặc Uyên, thần sắc của Xuân Xuân có chút hứng khởi mà ngồi dậy khỏi giường mình. Rảnh hay không thì không đến lượt cô quản. Xuân Xuân cho vào miệng miếng bánh nhỏ, cười miệt. Tôi đau bụng quá. Trần Hãn Dương không muốn đưa tôi đi bệnh viện. Cô có thể giúp tôi không? Thực sự không chịu nổi nữa rồi. Không chịu được thì đi chết đi. Xuân Xuân khinh thường nhả ra từng chữ cay độc, ngay sau đó định cứ thế mà cúp máy luôn. Nhưng anh ấy nói tôi bảo cô đưa tôi đi. Xuân Xuân, xin cô hãy giúp tôi. Anh Hãn Dương nhờ tôi đưa cô đi. Xuân Xuân ngờ vực hỏi lại. Không nói nhiều nữa, tôi đợi cô ở công ty, mau đến đây. Bạch Mặc Uyên gấp gáp tắt điện thoại. Cô híp mắt ném điện thoại xuống ghế, bắt đầu đưa hai tay lên vò lấy mái tóc khỏe mượt của mình, chỉnh lại bộ dạng của bản thân sao cho thành đáng thương nhất. Tiếp đến ngồi bệt xuống sàn nhà chờ con mồi. Nếu là Trần Hãn Dương bảo đưa cô đi bệnh viện, Xuân Xuân lại có thể từ chối. Chuẩn bị rời khỏi biệt thự A Đào, Xuân Xuân bỗng nán chân lại. Cô ta quá hiểu tính cách của Bạch Mặc Uyên rồi. Trước giờ dù có trời sập đi chăng nữa, Bạch Mặc Uyên cũng sẽ không bao giờ xuống nước cầu xin Xuân Xuân điều gì. Huống hồ lại mong kẻ thù của mình giúp đỡ đưa đi bệnh viện. Trong chuyện này nhất định có gì đó không ổn. Nghĩ đến đây, Xuân Xuân một lần nữa rút điện thoại, tay bấm mắt lướt trong vài giây, rồi cầm túi sách ra xe của mình, thẳng đường đến chỗ Bạch Mặc Uyên. Vừa mở cửa phòng làm việc của Bạch Mặc Uyên ra, Xuân Xuân đã thấy người nằm sõng soài dưới nền đá lạnh, cả người co rút dữ dội, mặt lộ và tia đau đớn. Ôi trời, bị gì thế? Xuân Xuân ưỡn ngực đi tới, hạ mắt miệt thị Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên run run môi ngẩng đầu lên, âm giọng cũng có phần nghẹn nghẹn. Giúp tôi đau quá. Mau đưa tôi tới bệnh viện. Xuân Xuân nhướng mày, xem điệu bộ này của Bạch Mặc Uyên không giống như là đang đóng kịch. Thực sự là đang đau sao? Phiền phức. Xuân Xuân cúi mình đỡ Bạch Mặc Uyên dậy. Vừa chạm tay vào áo của Xuân Xuân, Bạch Mặc Uyên đã bị gạt tay ra. Xuân Xuân nhíu mày. Cô làm bẩn áo của tôi đấy. Trong lòng Bạch Mặc Uyên uất hận chửi thề một câu, song điệu bộ đau đớn vẫn không hề thay đổi. Cho đến khi đặt chân đến phòng khám, Bạch Mặc Uyên cô sẽ không vì phẫn nộ mà tự phá hỏng vở kịch hoàn hảo này. Đến bệnh viện, cứ đi theo Bạch Mặc Uyên cho đến khi Xuân Xuân ngước mặt lên nhìn thấy bảng hiệu khám sản phụ khoa, cô ta dừng chân lại, cao giọng cắt ngang bước đi của Bạch Mặc Uyên. Cô có thai? Bạch Mặc Uyên cong cong khóe miệng quay lại, hất mặt ra hiệu đi vào trong, dường như chỉ vào đây mới biết được sự thật. Lẽ nào lại như vậy được chứ? Bạch Mặc Uyên là cỗ máy đẻ sao? Mới đây bị Xuân Xuân đẩy ngã mất con, chỉ vài tháng ngắn ngủi lại tiếp tục mang thai. Xuân Xuân siết chặt nắm đấm, không thể để như vậy được. Cô ta sẽ không để yên cho Bạch Mặc Uyên sinh con cùng với Trần Hãn Dương đâu. Vừa đặt chân vào phòng khám, Bạch Mặc Uyên đóng cửa phòng lại. Không biết vô tình hay hữu ý mà phòng bệnh hôm nay chỉ có mỗi hai người, không có thêm bệnh nhân nào khác đến khám. Lên giường đi.
Bạch Bạc Uyên vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, rất nhanh lấy lại khí thế và sự xinh đẹp mê người vốn có. Tôi sao lại phải lên giường chứ? Người cần khám là cô. Xuân Xuân nói bằng giọng khó nghe. Bạch Mạc Uyên mỉm cười như không. Người mang thai có phải là tôi đâu mà khám. Xuân Xuân trợn trừng mắt, thuận theo ánh mắt sắc sảo của Bạch Mạc Uyên mà nhìn xuống bụng của mình. Ý của Bạch Mạc Uyên là gì không cần nói, người bình thường cũng có thể hiểu. Xuân Xuân không ngoại lệ. Xuân Xuân vậy mà có thai. Không thể nào, không thể. Chạy đi đâu? Thấy Xuân Xuân có ý chạy ra khỏi phòng khám, Bạch Mạc Uyên giữ tay lại, ép cô ta nằm lên giường khám, ra hiệu cho bác sĩ tiến hành siêu âm. Buông ra, cô làm cái gì vậy hả? Cô dám sỉ nhục tôi ư Bạch Mạc Uyên? Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Buông ra, thả tôi ra, tôi không có thai. Bạch Mạc Uyên dùng tay bịt miệng Xuân Xuân lại, điềm nhiên rít qua kẽ răng một hơi rồi cười danh mãnh. Không có thai thì sợ cái gì? Khám đi. Xuân Xuân không cự lại được sức của Bạch Mạc Uyên, đành nằm im cho thiết bị siêu âm di chuyển trên bụng mình. Lúc này màn hình trước mặt của hai người hiện lên sóng siêu âm rất rõ nét. Xuân Xuân trợn trừng mắt, hai tai ù ù đến khó tả. Bạch Mạc Uyên khá ngạc nhiên trước màn hình siêu âm đó. Cái thai lớn hơn cô tưởng tượng. Cái đó. Xuân Xuân đỏ hai hốc mắt, run run tay chỉ lên màn hình rồi nhìn bà bác sĩ. Thứ đó là gì vậy? Bà bác sĩ vẫn tiếp tục di chuyển máy siêu âm trên bề mặt bằng phẳng của bụng cô ta, giọng đanh đanh trả lời. Cô có thai rồi. Nhìn thế này chắc hẳn được gần khoảng 20 tuần tuổi rồi. Cô không biết gì à? Xuân Xuân mở to mắt không chớp lấy một lần, bất ngờ hất tay bà bác sĩ ra khỏi bụng của mình, vội vàng kéo áo xuống che đi. Bà bác sĩ này nhất định đang nói vớ vẩn. Cô ta làm sao có thể mang thai được? Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào được. Mấy người lại định bày trò gì? Xuân Xuân sau một hồi lắc đầu thất thần, vội vã ngừng lên, xông tới túm cổ áo của Bạch Mạc Uyên mà gào thét. Bạch Mạc Uyên lạnh mặt với Xuân Xuân, mạnh bạo đẩy Xuân Xuân ra khỏi mình, rồi chỉnh trang lại cổ áo. Cô cao ngạo cất giọng. Ngạc nhiên lắm phải không? Không thể tin nổi đúng không? Tiểu thư cao quý của nhà họ Trần lại là kẻ không biết phải trái. Đi ra ngoài đem cái bụng chửa hoang về. Thật xấu mặt của bà nội. Không biết tiểu thư Xuân Xuân có thấy như vậy không? Xuân Xuân thở hồng hộc bóp chặt bụng của mình, răng nghiến kèn kẹt vào nhau. Không lẽ ngày hôm đó của hơn 3 tháng về trước, cô ta vậy mà có thể dính cái thai này dễ dàng như vậy sao? Chết tiệt, nếu tin cô ta có thai truyền đến tai người nhà, nhất định hỏng bét. Hơn nữa bố của đứa bé chính cô ta còn không biết là ai. Ra khỏi phòng khám, Xuân Xuân chậm chậm đi theo Bạch Mạc Uyên, vừa đi vừa mơ màng không biết đang suy nghĩ điều gì, nhưng nét sợ hãi vẫn còn lộ rõ trong đôi mắt của cô ta. Thấy Xuân Xuân đi quá chậm, Bạch Mạc Uyên hơi dừng lại, ngoái đầu về phía sau, miệt thị Xuân Xuân một cái. Làm gì thế? Đi nhanh cái chân lên. Bị giọng nói của Bạch Mạc Uyên làm cho giật mình, Xuân Xuân nuốt một ngụm nước bọt. Đi được một đoạn, trong khi Xuân Xuân vẫn im lặng không nói điều gì, thì Bạch Mạc Uyên lại rất hứng thú kể về những nỗi đau mà mình phải chịu suốt thời gian qua. Cô còn nhớ tôi đã phải chịu những gì trong suốt gần một năm qua không? Để tôi nhắc cho cô nhớ. Hai mẹ con cô vẫn luôn tìm cách hãm hại tôi, đa mưu quỷ kế, nhưng vẫn tỏ ra mình là người bị hại hết sức ấn tượng. Bạch Mạc Uyên đưa tay của mình lên, lắc lắc rồi ngắm nghía một lượt. Tiếc quá, vết bỏng ở tay tôi cũng đã lành rồi. Không thể cho cô thấy nó đã từng đau như thế nào. Nói đến đây, Bạch Mạc Uyên lại nhìn sang Xuân Xuân, chăm chú lên biểu hiện run rẩy của cô ta mà khoái chí. Tôi vẫn còn nhớ nụ cười như kẻ chiến thắng của cô khi đẩy tôi ngã xuống từ cầu thang. Khi đó tôi đã thề rằng sẽ gác cốt ghi tâm cả đời không bao giờ quên. Nhưng bây giờ tôi lại rất muốn nhìn thấy nụ cười đó của cô một lần nữa. Có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ này không, tiểu thư? Từng lời đe dọa thoát ra từ môi Bạch Mạc Uyên là từng lời ẩn sâu đầy ngụ ý, khiến Xuân Xuân không thể nào yên lòng lắng nghe được nữa. Cô ta dừng bước kiên định nhìn Bạch Mạc Uyên, thẳng thắn hỏi. Cô muốn làm gì? Cũng chẳng muốn làm gì cả. Bạch Mạc Uyên đưa tay lên vuốt tóc gọn gàng vào sau tai cho Xuân Xuân, môi đỏ dương lên thành một đường cong hoàn mỹ, đôi mắt dường như đang lóe sáng. Đừng động vào tôi, bàn tay cô thật dơ bẩn. Xuân Xuân hất tay của Bạch Mạc Uyên ra khỏi tóc của mình.
Bạch Mạc Uyên không tức giận trước hành động thô lỗ của Xuân Xuân, trái lại còn cười rất vui vẻ mà rụt tay về, hơi hướng đầu tới tai Xuân Xuân nói nhỏ. Mày biết gì không? Đã có rất nhiều đêm tao mơ về con tao. Nó đói, nó rét. Nó muốn có người chơi cùng, nhưng lại không tìm được ai. Xuân Xuân thở hắt ra, hơi thở trầm đục đứt quãng, cuộn chặt hai lòng bàn tay, bầu không khí thoáng chốc như bị tích điện, khiến cả hai cùng đỏ viền mắt. Hay là mày dẫn con của mày sang thế giới bên kia, cùng sống vui vẻ với con của tao đi. Có con mày làm bạn, nhất định bé con của tao rất vui đấy. Ừ? Cô Xuân Xuân sợ tái mặt, lùi chân lại trước những bước tiến từ Bạch Mạc Uyên. Sao vậy? Sao lại sợ? Lúc mày hại tao thì mày có sợ cái quái gì đâu nào. Mày cũng đâu có cần đứa con trong bụng của mày đâu. Tặng nó cho con của tao đi. Bạch Mạc Uyên chớp chớp mắt, giọng nói ngày càng sặc mùi máu tanh và sát khí nồng nặc. Hành lang bệnh viện lúc này ít người qua lại, nhất là chỗ của Bạch Mạc Uyên và cả Xuân Xuân. Cô như biến thành một con báo đốm uy vũ, sẵn sàng lao tới, dùng móng vuốt sắc nhọn cào xé con mồi của mình ra thành trăm mảnh. Trước mắt Bạch Mạc Uyên không hề chứa đựng hai chữ con người. Từ lâu Xuân Xuân đã biến thành con ác thú trong lòng cô. Hằng ngày Bạch Mạc Uyên đều muốn diệt trừ ác thú. Chỉ khi ác thú biến mất, cô mới có thể ăn ngon ngủ yên. Tôi có thể đàm phán với cô. Cô muốn cái gì tôi đều có thể nghe theo. Bạch Mạc Uyên, bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện trước đó đều là của quá khứ rồi. Chúng ta coi như hòa được không? Xuân Xuân bị dồn vào đường cùng, hết nước hết cái, xin xỏ Bạch Mạc Uyên tha cho mình. Cô ta thừa biết ngày hôm nay Bạch Mạc Uyên đưa cô ta đến bệnh viện thì hẳn đã lên sẵn kế hoạch từ trước rồi. Huống hồ Xuân Xuân từng hại Bạch Mạc Uyên mất con. Nhất định chưa trả được thù thì Bạch Mạc Uyên sẽ không chịu để yên cho cô ta. Thế nên ngày hôm đó Bạch Mạc Uyên mới cho người đến hãm hại cô ta, mục đích để có được ngày hôm nay. Càng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Xuân Xuân càng khiến Bạch Mạc Uyên có hứng thú. Sự nông nổi ngày hôm nay của cô đều là do Xuân Xuân ép mà ra. Xuân Xuân vậy mà bị cô dọa tái nhợt cả mặt rồi. Bàn tay lạnh buốt của Bạch Mạc Uyên bất chợt túm lấy cánh tay phải của Xuân Xuân. Cô hừ một tiếng. Bây giờ Xuân Xuân đã rơi vào thảm cảnh, cũng là lúc cô nên dùng thủ đoạn độc ác trừng trị cô ta như cách cô ta đã từng. Những gì Xuân Xuân vừa nói, hai bên tai của Bạch Mạc Uyên đều ù ù như không hề nghe thấy. Tâm trí cô đang thúc giục, ra tay đi, ra tay đi. Xuống địa ngục đi. Bạch Mạc Uyên nhăn mặt đẩy mạnh Xuân Xuân ra phía sau, khuôn mặt cô lạnh khốc không có một giọt máu lưu tình. Xuân Xuân bị đẩy ra phía sau thì kinh hãi hét lớn, từng vòng lăn lộn xuống dưới cầu thang bệnh viện. Cô ta vẫn không thể ngờ phía sau mình đã là cầu thang từ lúc nào, càng không đoán ra được Bạch Mạc Uyên sẽ dùng cách này để hại cô ta. Toàn thân cô ta đau nhức, từng tấc da thịt như bị chảy cối dã lên người, bụng dưới có thắt quặn lên mấy hồi khó chịu. Ngã đến bậc thang cuối cùng rồi mà Xuân Xuân vẫn còn sức muốn bò dậy. Cô ta nhìn thấy rất nhiều máu, phía trên cùng của bậc cầu thang là Bạch Mạc Uyên trừng mắt cười đắc ý. Chứng kiến Xuân Xuân sảy thai khiến Bạch Mạc Uyên như được chết đi sống lại với sự thỏa mãn dâng trào. Cô cứ thế quay người đi thẳng đến thang máy phía trước, nửa bước cũng không bước xuống nhìn Xuân Xuân thêm một giây. Buổi tối hôm đó, khi cả nhà đang ăn cơm mà thiếu mất đi một người là Xuân Xuân, Bạch Mạc Uyên thì tâm hồn rất thương phấn, ăn cơm một cách ngon miệng, cả nhà thì vô cùng khó chịu nhìn cô, trừ lão phu nhân ra. Đang ăn cơm vui vẻ, một cuộc gọi được réo đến điện thoại của Trần Hãn Dương. Vốn là thấy số lạ nên không muốn nghe, nhưng cuộc gọi lại duy trì đến tận lần thứ ba, Trần Hãn Dương bất đắc dĩ nhấc máy. Cái gì? Thần sắc Trần Hãn Dương suy giảm đến âm độ, vội bật dậy đánh rơi cả bát cơm trên bàn. Thấy Trần Hãn Dương như vừa nghe được một tin động trời, Trần Hải và Vương Ái Phi cũng phải dừng đũa. Lão phu nhân nhìn cháu trai chăm chú, mày nheo nheo. Bạch Mạc Uyên chỉ nhún nhún vai, chắc là tin Xuân Xuân bị sảy thai được bệnh viện báo đến, có vẻ phát hiện hơi muộn nhỉ. Chuyện vui cuối cùng cũng bắt đầu. Xảy ra chuyện gì sao? Lão phu nhân khi thấy Trần Hãn Dương bỏ điện thoại xuống thì hỏi. Trần Hãn Dương thở khó khăn nhìn mẹ mình, yết hầu nâng lên hạ xuống, đau lòng nhắm mắt nói. Xuân Xuân chết rồi.
Chết thôi mà cũng làm ầm cả lên. Bạch Mặc Uyên chậc miệng, đưa một thìa canh lên trước môi định uống, cuối cùng lại khựng toàn thân, mở to mắt nhìn Trần Hãn Dương. Con nói cái gì vậy? Xuân Xuân, nó làm sao? Vương Ái Phi làm rơi đôi đũa xuống bàn, huyết sắc trên mặt không còn một giọt, chất giọng khô khan yếu đi rõ ràng. Lão phu nhân vừa nghe Trần Hãn Dương báo tin, lập tức bàng hoàng nhìn Bạch Mặc Uyên như muốn hỏi thế này là thế nào vậy. Cả nhà đều bị cuộc điện thoại đó làm cho tâm thần bất ổn. Vương Ái Phi được Trần Hải dìu đỡ dậy đi đến chỗ của Trần Hãn Dương. Bà ta nay nay người con trai, đôi mắt áng nước. Hãn Dương, con mau nói cho mẹ biết cuộc điện thoại đó là sao. Trần Hãn Dương nắm chặt điện thoại trong tay như muốn bóc phỡ, nặng giọng tựa như nói nhẹ sẽ không phát ra âm thanh. Xuân Xuân được phát hiện chết ở cầu thang bệnh viện. Bệnh viện vừa gọi báo tin thông qua điện thoại của con bé, yêu cầu người nhà đến xác nhận danh tính nạn nhân. Ôi, Vương Ái Phi đổ người ra phía sau, suýt chút nữa ngã gục. May có Trần Hải đỡ phía sau. Bà ta run lên bần bật, tin động trời này cứ như sét đánh ngang tai. Mẹ bình tĩnh. Con gái của tôi. Vương Ái Phi khóc nức lên liên tục, vỗ vào ngực mình đau đớn. Không biết trải qua bao lâu kể từ lúc cả gia đình họ Trần ấy luống cuống đi theo quần áo rồi cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện. Trong phòng ăn hiu hắt hơi lạnh, chỉ còn lại một mình Bạch Mặc Uyên. Cô ngồi đó thẫn thờ với một mớ suy nghĩ như tảng đá đè nặng trên đầu, không thể nào buông xuống được. Xuân Xuân chết rồi. Cô liên tục lẩm bẩm câu hỏi này với chính bản thân mình. Cô vậy mà lại đẩy ngã Xuân Xuân chết. Xuân Xuân chết rồi ư? Đến bệnh viện còn đã xác nhận chết, còn gọi điện cho cả Trần Hãn Dương. Bạch Mặc Uyên vò đầu mình, cô thở nặng nhọc nhìn khắp nơi quanh căn phòng ăn. Hình bóng Xuân Xuân cứ như một cuốn phim chiếu quanh quẩn đây. Nụ cười của cô ta, máu của cô ta. Không phải tôi. Bạch Mặc Uyên ôm lấy đầu mình, hất mạnh bát đĩa trên bàn ăn xuống đất vỡ loảng xoảng. Tôi không cố ý giết người, tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học. Trong vài giây ngắn ngủi, Bạch Mặc Uyên như quay trở lại phiên tòa năm đó, khi ở trước vành móng ngựa với sự kết tội của Xuân Xuân và phán quyết cuối cùng của thẩm quyền tối cao. Bạch Mặc Uyên chỉ biết vô vọng hét lên: Tôi không có cố ý giết người, tôi chỉ muốn dạy cho cô ta một bài học. Thảm án ấy một lần nữa sẽ quay lại với cô ư? Không, cô không muốn, không thể được. Bạch Mặc Uyên siêu vẹo đứng dậy khỏi ghế muốn chạy, cuối cùng lại ngã xuống chỗ đổ vỡ. Đồ ăn dính lên chiếc váy màu tím của cô, mảnh vỡ đâm vào tay cô. Cô cứ chạy, chạy mãi. Cô chạy vào phòng mình, cô chui vào tủ quần áo rồi đóng tủ lại. Bàn tay cô vẫn không ngừng run rẩy. Cô cho rằng nơi này sẽ không ai có thể tìm ra mình. Cô thực sự hoảng loạn. Đã quá đủ rồi, cô ngồi tù 2 năm là quá đủ. Lần này nếu phải quay trở lại với tội danh giết người thực sự, cô cảm thấy quá hổ thẹn. Cô cảm thấy mình chính là sát nhân như mồm miệng thiên hạ nói. Tại bệnh viện lúc bấy giờ, Vương Ái Phi khóc bên cạnh xác của Xuân Xuân đến ngất cả đi. Trần Hãn Dương nhìn đứa em gái của mình nằm bất động với vết thương chằng chịt trên đầu thì không khỏi phẫn nộ. Xuân Xuân bị bác sĩ phán đoán mất máu quá nhiều cho nên qua đời. Con bé chỉ mới 23 tuổi, tương lai còn nhiều điều đẹp đẽ vô cùng. Tôi có chuyện muốn nói. Trong lúc Trần Hãn Dương vẫn còn đang chăm chăm khuôn mặt trắng bệch của Xuân Xuân thì có một nữ y tá đi đến chỗ người nhà anh, rụt rè cất giọng, mắt liếc tới xác của Xuân Xuân. Có chuyện gì? Lão phu nhân nắm chặt gậy trong tay. Tôi đã chứng kiến một người cố tình đẩy ngã để giết chết cô ấy. Lão phu nhân giật mình, theo phản xạ hướng mắt tới Trần Hãn Dương, dường như bà đã thấy được điều bất ổn trong lời tố cáo này. Trần Hãn Dương quay ngoắt lại, túm hai bả vai của nữ y tá, cao giọng tra hỏi rõ ràng. Mau nói, là ai đã cố tình đẩy ngã em ấy? Tôi sẽ khiến cho người đó phải trả giá. Nữ y tá bị dọa đến xanh mặt, không dám nhìn Trần Hãn Dương nữa mà nhắm tịt mắt lại. Là một người phụ nữ xinh đẹp, tôi nghe nạn nhân gọi cô ta là Bạch Mặc Uyên. Ba từ Bạch Mặc Uyên cứ như những lưỡi dao lam cắt đi từng mạch máu não của Trần Hãn Dương. Gân xanh trải từ thái dương đến tay anh. Đôi mắt Trần Hãn Dương đỏ ngầu như máu, cánh môi trở nên nhợt nhạt.
Chuyện này không thể nói lung tung. Lão phu nhân gằn giọng ngăn nữ y tá kia nói tiếp. Nữ y tá không vì vậy mà im lặng, tiếp tục nói những gì mình cần nói. Cô ta rõ ràng là đe dọa nạn nhân, sau đó nói cái gì mà muốn trả thù cho con của cô ta, cho nên mới đẩy ngã nạn nhân xuống cầu thang. Tôi còn nghe rõ câu cuối cùng của cô ta chính là xuống địa ngục đi. Trần Hãn Dương tối sầm mặt, cánh tay từ từ buông thõng xuống. Anh cứ vậy mà đứng bất động. Người phụ nữ đó điên rồi, người phụ nữ đó thực sự điên rồi. Cùng anh trải qua phần đời còn lại, bỏ qua những mối hận thù lại khó khăn đến như vậy sao? Còn mất thì có thể sinh lại, nhưng Bạch Mặc Uyên đúng là phát điên rồi. Cô ta lại một lần nữa giết người, lần này người cô ta ra tay là Xuân Xuân. Anh muốn hỏi, có phải người tiếp theo là mẹ anh rồi đến anh không? Hãn Dương, còn... Lão phu nhân không biết phải nói gì, bà cũng bất ngờ trước thảm cảnh ngày hôm nay của Xuân Xuân. Bà muốn binh vực Bạch Mặc Uyên, nhưng thầm thầm lại không cho phép. Bởi bà là người duy nhất biết Bạch Mặc Uyên sẽ có động cơ ra tay hại Xuân Xuân nhất. Chỉ là bà không ngờ cháu dâu của bà lại có thể tàn ác đến nỗi cướp đi một sinh mạng. Bà muốn tin rằng Bạch Mặc Uyên không cố ý, nhưng nhân chứng đứng lù lù ở đây, bà phải làm sao đây? Trần Hãn Dương nhất định không tha thứ cho Bạch Mặc Uyên. Bạch Mặc Uyên. Trần Hãn Dương cắn răng giết nên tên cô qua từng kẽ răng, quay người về hướng cửa muốn ra khỏi nơi này tìm Bạch Mặc Uyên ngay lập tức. Trần Hãn Dương, đừng! Lão phu nhân bất lực muốn đuổi theo cháu trai, nhưng được vài bước lại không thể chạy tiếp. Bà đưa tay lên ngực mình, nắm chặt vạt áo. Cháu dâu của bà lần này gặp nguy rồi, nguy thật rồi. Xe của Trần Hãn Dương cứ lao trên đường bất chấp phương tiện giao thông đông đúc qua lại. Trong xe, Trần Hãn Dương không ngừng lẩm bẩm cái tên của vợ mình. Chết tiệt! Anh đập tay xuống vô lăng, mồ hôi chảy vào hốc mắt cay xè. Cô cố tình làm như vậy đúng không? Cô hận chúng tôi lắm đúng không? Tôi hy vọng gì ở cô đây? Tại sao tôi lại nghĩ cô có thể thay đổi chứ? Tình yêu trong anh đối với Bạch Mặc Uyên là thật. Mưa dầm thấm lâu, anh đã có tình cảm với cô. Điều này không thể phủ nhận. Nhưng Bạch Mặc Uyên liên tục khiến anh phải thất vọng. Cô có thể làm tổn thương anh, tổn thương lòng tự trọng của anh, nhưng tổn thương cả gia đình anh thì Bạch Mặc Uyên không có tư cách đó. Không có tư cách, vĩnh viễn không. Cuộc đời Trần Hãn Dương chưa bao giờ phải rơi một giọt nước mắt vì phụ nữ. Nhưng lần này anh muốn ngoại lệ. Anh yêu Bạch Mặc Uyên, nhưng cũng hận Bạch Mặc Uyên. Anh hận cô không hiểu anh. Anh hận cô phá nát tình yêu mà anh đang muốn gây dựng cùng cô. Tất cả là tại cô. Tôi muốn báo án. Trần Hãn Dương run run tay cầm điện thoại trước số di động của cảnh sát. Mắt của anh đục ngầu, tâm tư dần bị vùi lấp. Điện thoại cuối cùng bị Trần Hãn Dương vứt ra ghế sau xe. Anh đạp ga, gạt cần số. Xe lao về biệt thự A Đào với vận tốc chóng mặt. Khi xe anh dừng lại trong khuôn viên biệt thự thì cũng là lúc xe ô tô của cảnh sát đến nơi với tiếng còi hú chói tai. Trần Hãn Dương chỉ đường cảnh sát đến phòng của Bạch Mặc Uyên, đến giọng nói cũng không còn hơi, chỉ biết dùng hành động đơn giản giải thích với cảnh sát. Mỗi lần anh định buộc tội Bạch Mặc Uyên, cổ họng của anh như lại bị thắt đến đau nhói, rất đau. Cửa tủ quần áo được cảnh sát mở ra, Bạch Mặc Uyên đầu bù tóc rối bên trong ngẩng đầu. Người đầu tiên cô nhìn thấy là Trần Hãn Dương, tiếp đó là nhiều người mặc cảnh phục cảnh sát. Bạch Mặc Uyên tái mét mặt lại khi nhìn thấy cảnh sát. Cô vội vàng ra khỏi tủ quần áo muốn chạy đi thật nhanh. Lúc này Trần Hãn Dương cũng đưa tay ra, dường như muốn giữ cô lại. Cô Bạch, cô bị tình nghi là hung thủ của một vụ giết người. Mời cô hợp tác với đồn chúng tôi để lấy lời khai. Cảnh sát hai bên đều giữ tay Bạch Mặc Uyên lại, giọng nói nghiêm trọng có chút vô cảm. Buông ra, tôi không biết gì hết. Tôi không giết cô ta. Các người bắt nhầm rồi. Bạch Mặc Uyên vùng vẫy hai tay, giọng nói là cả đi, mồ hôi đầm đìa trên trán. Trần Hãn Dương từ từ siết chặt bàn tay lại, vốn dĩ định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh quay mặt đi đầy bất lực. Anh cảm thấy bản thân mình đang run rẩy. Mời cô hợp tác. Cảnh sát không nói hai lời, trực tiếp nhắc lại lời vừa rồi bằng một câu ngắn gọn. Bạch Mặc Uyên thoát không nổi khỏi tay mấy người cảnh sát này. Cô đỏ ngầu hai mắt quay lại nhìn Trần Hãn Dương. Câu trả lời đã ở ngay trước mắt cô. Cảnh sát đến đây còn không phải là do anh ta đưa đến hay sao? Trần Hãn Dương một lần nữa muốn tống cô vào tù. Anh ta muốn tống cô vào tù. Trần Hãn Dương.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Không bao giờ. Cảnh sát dù đã giải Bạch Mạc Uyên ra khỏi biệt thự, bên tai Trần Hán Dương vẫn nghe được những lời công bố đầy cay nghiệt của Bạch Mạc Uyên. Từng lời cô cất ra đều chứa muôn vàn ấm ức. Trần Hán Dương có cảm giác anh đã là kẻ thù khắc cốt ghi tâm của cô. Đôi chân Trần Hán Dương dần mất cân bằng. Anh lùi lùi lại, cuối cùng đưa tay xuống bàn trang điểm của Bạch Mạc Uyên. Một vài món đồ rơi xuống đổ bể khiến anh giật mình nhìn xuống. Là Bạch Mạc Uyên sai, tại sao cô lại dùng ánh mắt đó để khiến anh cho rằng mình là người có lỗi? Bạch Mạc Uyên biết Xuân Xuân như là liều thuốc an thần của mẹ anh, nhưng cô vẫn động tới. Không những nhiều lần ghi oan giáo họa cho Xuân Xuân, lại còn lên kế hoạch giết Xuân Xuân ngay tại bệnh viện. Bạch Mạc Uyên đúng là điên rồi, anh đã chót yêu lầm một người điên, một người máu lạnh không có nhân tính. Phải làm sao đây? Tâm trí của anh đang xáo trộn, Bạch Mạc Uyên không thể cứ để như vậy mà cho qua. Nếu không, từng người trong gia đình anh rất có khả năng sẽ là mục tiêu tiếp theo của Bạch Mạc Uyên trong thời gian tới. Nhưng thật tâm, Trần Hãn Dương lại không nỡ để Bạch Mạc Uyên ngồi tù một lần nữa. Bạch Mạc Uyên còn quá trẻ, tương lai sẽ ra sao? Có lẽ còn nhiều điều tốt đẹp đang chào đón. Cô nên biết rằng bên cạnh cô còn có anh. Chỉ cần có anh thì Bạch Mạc Uyên sẽ thiệt thòi sao? Anh sẽ không để cho cô chịu bất kỳ sự tổn hại nào. Nhưng cô lại tiếp tục nối tiếp sai lầm năm xưa. Còn anh thì không thể tha thứ. Cô có thể cho rằng anh vô tình. Cô có thể quát mắng anh là kẻ nhẫn tâm. Nhưng một người sống gia giáo và nề nếp như Trần Hãn Dương, anh sẽ không bao giờ bỏ qua những chuyện ngang tai trái mắt. Trường hợp ngoại lệ không có, vì tình yêu càng không có. Đêm hôm đó trời mưa tầm tã, một người cùng tiếng còi rú báo động của cảnh sát ngồi trên xe rồi đi, một người như chết lặng ở nơi còn vương lại hương thơm nhàn nhạt quen thuộc, dần dần trào lên cơn đau đầu mãnh liệt. Sấm chớp rạch ngang bầu trời, chiếu qua ô cửa sổ, lan đến tầm nhìn của Trần Hãn Dương. Anh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, từng cơn sấm vang trời tiếp tục vọng tới. Anh gắt gao đưa tay lên ôm mặt mình, chậm chậm đi đến giường của Bạch Mạc Uyên, nằm xuống. Thế rồi xung quanh anh như có một thứ âm thanh gì đó lạ lẫm mà hết sức thân thiết. Cảm giác mơ hồ không giống hiện thực. Anh ngẩng đầu, trước mắt là hai đứa trẻ. Bố ơi, chào bố. Đó là những gì Trần Hãn Dương đã nghe thấy được trong giấc mơ. Khi anh tỉnh lại, mọi thứ đều tĩnh lặng và im ắng, đã là buổi sáng rồi. Kéo rèm ra, bên ngoài là một màu xanh tươi của mùa hạ. Hơn một năm đã qua đi, dư âm của những nỗi đau quá khứ luôn xuất hiện trong giấc mơ dày vò anh từng ngày một. Tại sao anh lại mơ về hai đứa trẻ? Anh day dứt, anh nặng trịch trái tim mà từ lâu đã như hóa đá. Anh lại nhớ về cô, anh nhớ nụ cười tràn đầy kiêu hãnh của cô. Anh nhớ từng âm thanh ngạo mạn cất ra từ đôi môi đó. Từ sau ngày hôm ấy, anh đã không gặp cô nữa. Anh không dám đối diện với cô, càng không biết nên đối diện với cô kiểu gì. Bạch Mạc Uyên vì đã có sẵn tiền án hình sự, tòa tuyên án phán quyết cô chịu hình phạt 5 năm tù giam. Đã một năm qua đi, mà đối với Trần Hãn Dương, nó như cả một quá trình đi trên bàn trông đầy gai nhọn. Ngày Bạch Mạc Uyên đứng trước vành móng ngựa, Trần Hãn Dương không đến. Ngày cô đến nhà tù, anh không tới tiễn. Suốt một năm cô ở trong tù, không biết cô sống chết ra sao, không biết cô gầy ốm như thế nào. Trần Hãn Dương cũng mặc tâm, không muốn điều tra về cô. Anh muốn hoàn toàn quên đi cô. Cuối cùng, ngày ngày những cơn ác mộng kéo đến nhắc nhở anh. Anh từng yêu một người tên Bạch Mạc Uyên, hiện tại vẫn yêu, yêu trong thầm lặng. Biệt thự A Đào từ khi vắng mắt hai người phụ nữ dường như đã trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Vắng Bạch Mạc Uyên, vắng Xuân Xuân, tiếng cười cũng không còn, đến một chút tranh cãi nhỏ nhặt cũng không ai nghe thấy nữa. Vương Ái Phi mất Xuân Xuân liền trở về với căn bệnh trầm cảm, hàng ngày đều giam cầm mình trong phòng khóc lóc. Gia đình này chỉ còn lão phu nhân và hai người đàn ông là vẫn gắng gượng sống cho tốt với bổn phận, trách nhiệm của mình. Trên đường đến công ty, Trần Hãn Dương chưa bao giờ quên nhìn ra ngoài. Có một nơi chính là lần đầu tiên anh gặp được Bạch Mạc Uyên. Anh từng rất ghét cô, càng không có ý định yêu đương với cô. Có lẽ chính vì ghét Bạch Mạc Uyên mà để tâm quá nhiều, dần yêu cô lúc nào không hay. Cô ít hơn anh 5 tuổi,
tính tình ngang ngược lỗ mãng, quá kiêu căng và không coi ai ra gì. Trong mắt Trần Hãn Dương, Bạch Mạc Uyên là loại phụ nữ kém cỏi nhất. Thiếu gia lại nhớ cô ấy à? Tài xế Quách nhìn qua gương, thấy nét mặt ưu tư của Trần Hãn Dương thì hỏi. Không. Trần Hãn Dương trả lời, sau đó anh lại hơi mở to mắt, nhẹ giọng ửm nhỏ một cái. Mà có lẽ âm thanh này tài xế Quách sẽ không nghe thấy. Thiếu gia, hai người cũng đã ly hôn được 1 năm rồi. Cô Bạch dường như vẫn luôn hiện diện trong tâm trí của cậu. Trần Hãn Dương không trả lời, anh chỉ nhìn ra những hàng cây bên ngoài đường, đôi mắt nhạt màu của sự hờ hững. Tan họp trở về văn phòng, Trần Hãn Dương tựa lưng ra sau ghế, vô tình liếc mắt qua bộ tài liệu mà mình vẫn luôn để trên mặt bàn suốt mấy tháng vừa rồi. Bên trong bộ tài liệu chính là lời đồng ý hợp tác và là lời mời đầy hấp dẫn của tập đoàn Địch Tam, tập đoàn đối thủ luôn căng thẳng với Dương Dương. Thư trả lời bên trong dường như là đích tay chủ tịch Địch Tư viết. Người được ông ấy trả lời lại chính là bộ phận thiết kế chính thức mà Bạch Mạc Uyên đã làm trước khi đi tù. Có điều ký danh lại khác, không phải Bạch Mạc Uyên. Đề phòng trường hợp có nội gián, Trần Hãn Dương đã điều tra ký danh đó, nhưng phát hiện ra đó là ký danh giả. Hơn nữa lại còn là chính tay Bạch Mạc Uyên làm giả để liên lạc với tập đoàn Địch Tam. Người phụ nữ này rốt cuộc khi đó có âm mưu gì? Có phải cô đã biết được bí mật nào đó, rồi lại tiếp tục muốn lợi dụng tài năng của mình từng bước hủy hoại tập đoàn Dương Dương? Trần Hãn Dương cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm. Anh vẫn không thể biết đầu óc và trí tuệ 23 tuổi bấy giờ của Bạch Mạc Uyên chứa những cái gì mà lại có thể khiến cô mưu mô và xảo quyệt đến như vậy. Chỉ vì từng bị ngồi tù 2 năm mà Bạch Mạc Uyên lập ra nhiều kế hoạch khó dễ với gia đình anh, từng bước muốn phá hủy sự nghiệp 3 đời nhà anh, còn muốn lấy mạng của từng người. Bạch Mạc Uyên là người máu lạnh thật sao? Anh không muốn tin, càng không muốn chấp nhận được nếu như đó là sự thật, bởi trong anh vẫn có một đốm lửa nhỏ hiu hắt nhất dành cho cô.